Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 10 Tây tháng 2 năm 2021 và là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Bây giờ thường ở Cali là khoảng 6 giờ rưỡi tối và hôm nay chúng ta cũng đã cận kề ngày Tết rồi thì trước khi chúng ta bước vào ngày Tết thuận có rất nhiều những cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn và thuận cũng sẽ như nhiều bạn thuận sẽ nghỉ ngơi khoảng chừng là 2 3 ngày để tận hưởng cái Tết này với lại gia đình cho nên trong vòng 2 3 ngày tới đây sẽ không có video từ Thuận Capital nhưng mà những bạn nào mà chưa theo dõi Thuận Trên mạng xã hội thì cũng nên theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất. Đương nhiên có bất cứ một động tĩnh nào Thuận sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn vào cái ngày chủ nhật ở Hoa Kỳ cũng như ngày thứ hai tại Việt Nam. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào Tết, chúng ta hãy nói tới một số thông tin thường cảm thấy rất là quan trọng mà thường cần phải chia sẻ với các bạn. Và chúng ta thấy được là ngày hôm nay thì giá của Bitcoin bây giờ là cái mức là 44.619. Coi như cũng đã có một cái sự điều chỉnh sau khi mà tăng trưởng rất là cao ngày hôm qua. Các bạn thấy được là ngày hôm qua chúng ta thấy giá Bitcoin đã tăng lên tới cái mức là 48.000 đô. Thì từ cái mức mà 48.000 đô mà điều chỉnh xuống tới cái mức mà thấp nhất của ngày hôm nay các bạn thấy được là cái mức thấp nhất của ngày hôm nay đó chính là 43.709 nghĩa là điều chỉnh xuống 9,32% điều chỉnh rất là nhẹ và nếu chúng ta tính tới cái giá hiện bây giờ là 44.623 thì các bạn thấy được là điều chỉnh xuống chỉ có 7,43% mà thôi coi như đây là một cuộc điều chỉnh rất là nhẹ sau khi mà tăng trưởng cực kỳ mạnh sau khi chúng ta nhận được thông tin là công ty Tesla đầu tư 1,5 tỷ vào thị trường Bitcoin này Và nhiều bạn hỏi thường là công ty Tesla đã đầu tư hay là chuẩn bị đầu tư Thì thường đã chia sẻ trong cái video cách đây 2 ngày Đó chính là công ty Tesla đã đầu tư rồi Cho nên chúng ta mới nhận được cái thông tin này Và các bạn thấy được là cái ngày đó chúng ta thấy giá của Bitcoin đã lên một cách rất là kinh khủng Từ cái mức là 39.000 mà lên tới cái mức là 43.000 trong thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi đây là cái biểu đồ đến giờ các bạn thấy được là chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi giá đã lên kinh khủng như vậy có nghĩa là các bạn thấy được là giá đã đi từ 39.000 mà lên tới 43.259 thì có nghĩa là giá đã tăng 9,59% rồi và cái video ngày hôm nay được tài trợ bởi sàn prime xbt đây là một cái sàn mà cho các bạn giao dịch những loại hợp đồng các bạn có thể bấm vào trade sau khi các bạn đã đăng ký thì các bạn có thể tìm thấy được là sàn xbt này có rất nhiều những loại hợp đồng cho các bạn giao dịch trong đó chúng ta có những loại hợp đồng trong thị trường crypto này cũng như là các bạn có thể lựa chọn những loại hợp đồng liên quan đến thị trường forex và cũng như là những loại hợp đồng liên quan đến thị trường chứng khoán và sàn prime xbt này có một cái chế độ gọi là covesting, covesting là một cái chế độ tương tự như là copy trade các bạn có thể là follow những cái trader ở trên danh sách này có rất nhiều những cái trader có nhiều cách trade khác nhau và đặc biệt là các bạn có thể bấm vào account nếu như các bạn đăng ký thông qua link thuận capital thì có một ưu đãi là các bạn bấm vào account sau đó các bạn à, bấm vào promo code ở trên cái khung này các bạn để vào cái promo code là thuận c sau đó bấm activate thì các bạn sẽ nhận được thêm 50% bonus khi mà các bạn nạp tiền vào cái sàn này đây là một cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì hiện bây giờ các bạn có thể được cái bonus lên tới là 200 đô tùy theo các bạn là deposit bao nhiêu tiền và các bạn có thể là nhận ngay 50 đồng bonus nếu các bạn deposit 100 đô đương nhiên những cái bonus này các bạn không thể rút ra ngay lập tức được mà các bạn cần phải dùng để mà trading và nếu như các bạn trading có lãi thì đương nhiên các bạn có thể rút cái phần lời về chương mục của mình. Và như thế nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về sàn Prime XPT này các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook twitter vân vân đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách là bấm vào cái link bên dưới và theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất thì có thể nói được là sau 24 giờ qua sau khi mà tăng trưởng mạnh giá của bitcoin đã có một cái sự ổn định lại đi xuống một chút nhưng mà đây là một điều rất là tốt đây mới là điều mà chúng ta muốn thấy Thuận sẽ chia sẻ thêm một lát nữa Chứ còn thật ra mà nói bây giờ tôi nghĩ là nhiều bạn cũng giống như là Thuận không muốn giá cứ tăng như vậy hoài Chúng ta muốn thấy Bitcoin nguội lên một chút Bitcoin đi chậm lên một chút Bitcoin đi hàng ngang thêm lâu hơn một chút nữa Để làm gì? Để chúng ta thấy được cái sự tăng trưởng tiếp tục của altcoin Và chúng ta có thể kéo dài cái đợt tăng trưởng này của Bitcoin Tại vì các bạn sẽ thấy được là một số chỉ số cho chúng ta thấy là chúng ta bây giờ Đang rất là gần những cái thời điểm mà chúng ta nhận được những cái dấu hiệu là đã tới gần tới đỉnh rồi chúng ta thấy được là ngày hôm nay tuy là bitcoin đi xuống ethereum đi xuống một chút bitcoin cũng vậy nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy được là trên màn hình có rất nhiều và rất nhiều những cái đồng altcoin có sự tăng trưởng mạnh trong đó chúng ta có đồng cardano chúng ta có đồng bnb và rất nhiều những đồng khác và chúng ta nhìn vào một cách chi tiết hơn để thùng refresh trang channel này lại thì các bạn sẽ thấy được chúng ta thực sự là đang nằm ở trong một mùa altcoin trong một đợt tăng trưởng đó khi mà bitcoin đi lên như vậy thì trong một mùa tăng trưởng chúng ta có thể có nhiều cái đợt o con khác nhau chúng ta cũng đã từng nhìn vào những cái tài liệu liên quan đến cái phần trăm vốn hóa của bitcoin trong mùa tăng trưởng thì di chuyển như thế nào và chúng ta thấy được là chúng ta sẽ có nhiều đợt o coin mỗi lần mà bitcoin tăng trưởng mạnh đó lúc đó thì những o con phải ngưng chúng ta cũng nên thấy được là cái tình hình giống như là trong vòng mấy tháng qua mỗi lần mà Bitcoin tăng trưởng mạnh thì trong thời điểm đó những altcoin có thể là tăng trưởng theo đô la nhưng mà cái phần trăm tăng trưởng tính theo giá Bitcoin sẽ không có nhiều tại vì những cái đồng đó người ta sẽ bán để mà đẩy tiền vào trong Bitcoin tại Bitcoin đang tăng trưởng mạnh và khi Bitcoin tăng trưởng mạnh rồi chúng ta mới thấy Bitcoin nguội lại một chút có thể điều chỉnh xuống một chút, đi hàng ngang thêm một chút nữa để làm gì để lúc đó mọi người mới bắt đầu là đẩy tiền từ Bitcoin Chở ngược về altcoin, lúc đó chúng ta mới thấy sự phát triển kế tiếp của altcoin và chúng ta thấy được là đó là điều mà chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần trong đợt tăng trưởng này cũng như là năm 2017 và cho đến bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đã thấy những cái đồng altcoin là bắt đầu trỗi gì trở lại tại vì sao? Tại vì Bitcoin đã ngưng nghỉ hơn một ngày qua và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào gecko thì có rất nhiều và rất nhiều những altcoin là màu xanh ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào danh sách này đi. Đây là những cái altcoin lớn hiện bây giờ thì các bạn thấy được là những cái altcoin lớn hiện bây giờ thì có sự tăng như mạnh trong đó chúng ta có Cardano, Cardano bây giờ đã là 88 cent rồi, gần trở về một đô la các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì Cardano đã tăng 100%. Cardano là một trong những đồng mà thường đang rất chú tâm để mà trung bình giá thường để chia sẻ ở cái channel này khoảng chừng là hơn một tuần trước đây và thật ra Cardano đã là một đồng mà thường đã trung bình giá hơn 3 năm qua. Các bạn thấy được là Polkadot thì cũng tăng trưởng nhưng mà không có nhiều 5,1% XRP cũng vậy nhưng mà Binance Coin các bạn thấy được Binance Coin đã tăng qua có 100 đô bây giờ đã là 126 đô rồi tăng 141% và thật ra đồng Binance Coin các bạn thấy được là cái mức cao nhất đó là cái tay không có lâu cái mức cao nhất các bạn thấy được là giá của Binance Coin đã lên tới cái mức là chúng ta thấy là 142 đô, 144 đô tùy theo là sàn cho nên các bạn thấy được là đồng Binance Coin đã tăng một cách rất là chóng mặt thì tại sao đồng Binance có thể tăng như vậy? Tại vì thường nghĩ là nhiều người bây giờ đã nhận ra được là cái mạng lưới Binance Smart Chain Một mạng lưới mà thực sự là có nhiều người sử dụng bây giờ các bạn thấy được là bây giờ trên mạng lưới của Binance Smart Chain đó Cái mạng lưới hợp đồng thông minh của sàn Binance trên nền tảng đó bây giờ có một số những cái ứng dụng được nhiều người yêu thích Như là Sparta, như là ứng dụng PancakeSwap Và rất nhiều bạn sau khi mà thấy được cái tình hình là mạng lưới của Ethereum đã bị tắt nghẽn cái phí quá cao Rất nhiều bạn đã nhảy qua mạng lưới Binance Chain Tại vì mạng lưới này đang có sẵn một số những cái dịch vụ yield farming Khiến cho nhiều người bây giờ là nhảy qua Binance Chain Và từ đó các bạn thấy được là Binance đồng BNB cũng có cái sự tăng trưởng và bây giờ nhiều người đã nhận ra được đó là cái mạng lưới của Binance Smart Chain này là một mạng lưới mà thật sự có thể là cạnh tranh với lại Ethereum rất là khác với lại những cái nền tảng khác như là Cardano, như là Polkadot, như là Neo hay là chúng ta nói tới Tron, EOS những nền tảng đó thì luôn đặt cái mục tiêu là phải hạ gục Ethereum, phải tiến tới gần và dành cái vị trí của Ethereum Binance Smart Chain đó thì cũng đã có các bạn thấy được là cũng đã lâu rồi nhưng mà CZ có nghĩa là CEO của sàn Binance lúc nào thì cũng nói là trong những cuộc phỏng vấn là ông ta không có ý định kinh doanh với lại Ethereum chỉ muốn hỗ trợ mạng lưới Ethereum thôi nhưng mà thật sự rất rõ ràng là các bạn thấy được là Binance Smart Chain đã âm thầm trở thành một cái mạng lưới Smart Chain mà nhiều người sử dụng và đồng BNB cũng đã thấy cái sự tăng trưởng theo giá cả và bây giờ đã đứng hàng thứ bảy ở trong cái danh sách xếp hàng này rồi. Đây là lý do tại sao mà các bạn thấy đồng BNB cứ tăng như vậy. Tại vì đồng BNB này thực sự mình nói rất là dễ hiểu. Tại sao các bạn lại lưu trữ đồng BNB? Thì tại vì các bạn có thể nhận được những quyền lợi. Quyền lợi đầu tiên là các bạn có thể được giảm phí giao dịch ở trên cái sàn Binance.com. Các bạn có thể là nhận được cái phí giới thiệu nhiều hơn khi mà các bạn giới thiệu sàn đến một người khác và các bạn có thể tham gia vào những cái dịch vụ như là chúng ta nói tới là mua những cái IEO ở trên sàn Binance khi mà bạn có lưu trữ nhiều đồng BNB thì sẽ có cái cơ hội cao hơn để mà mua những cái IEO đó cứ như những cái đồng mà mới ra lò đó cũng như là các bạn thấy được là những cái ứng dụng bây giờ có mặt trên sàn Binance và bây giờ một số ứng dụng mới đó đã nghĩ một cách là bây giờ cần phải gây dựng trên mạng lưới của Binance Smart Chain tại vì sàn Binance dù quá lớn cho nên khi mà có một cái ứng dụng tốt trên Binance Smart Chain thì đương nhiên cơ hội rất cao là đồng đó có thể là được đi từ những cái sàn phi tập trung mà đi thẳng vào sàn Binance cho nên đó là một điều mà rất nhiều những cái dục muốn cho nên bây giờ Binance Smart Chain là một trong những cái mạng lưới hợp đồng thông minh mà rất nhiều người quan tâm đến và giá của BNB các bạn thấy đợi cũng đã tăng rất là chóng mặt trong vòng mấy ngày hôm nay còn về Ethereum thì ra sao? Một số bạn nói là Ethereum chúng ta đừng nên quan tâm đến nữa, thật sự không phải đâu các bạn. Các bạn thấy được là Ethereum bây giờ lý do tại sao mà nhiều người chạy qua Binance Smart Chain tại vì mạng lưới Ethereum bị tắc nghẽn. Thì tại sao mạng lưới của Ethereum bị tắc nghẽn tại vì quá nhiều người sử dụng. Có nghĩa là cái hệ sinh thái bây giờ vẫn là nhiều người muốn sử dụng Ethereum hơn và thật ra chúng ta cũng đã nói tới trong cái video thường đã làm cái tay 2 ngày. Đó chính là bây giờ đó thì cái thị trường liên quan đến sử dụng những cái ứng dụng phi tập trung thì đã bắt đầu là có sự phân chia có nghĩa là những người nào mà có tiền sử dụng cái mạng lưới với cái số lượng lớn tiền thì sẽ sử dụng một premium tại vì cái phí tuy là mắc nhưng mà tính theo phần trăm nếu các bạn gửi nhiều khi các bạn là gửi là à, 100.000 đô hay là 500.000 đô thì cái phí trên mạng lưới của premium tính theo cái phần trăm giá trị mà còn di chuyển nó sẽ không có nhiều cho nên đã trở thành một cái sân chơi của những cá voi Nhưng mà bây giờ những cái nền tảng khác như là Binance Chain thì lại là cái sân chơi của những nhà đầu tư riêng lẻ Cho nên bây giờ các bạn đã thấy được là có một cái sự phân cách giữa Ethereum và những cái mạng lưới khác Đây là một điều mà thông không có tính tới được Nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy được đây cũng là cái sự kiện mà đang diễn ra ở thời điểm hiện tại Ngoài trừ điều đó ra thì các bạn thấy được là những cái đồng khác thì chúng ta thấy được là Chainlink hay là Litecoin thì ngày hôm nay không có sự tăng trưởng, uh, Stellar thì cũng vậy tăng 3,4% không có nhiều, uh, Bitcoin Cash thì xuống 5,3%, Dogecoin bây giờ đã bị đẩy ra khỏi cái thấp 10 bây giờ là đứng hạng thứ 12 tăng 3,3%, bây giờ vẫn là 7 cent cũng rất là cao rồi trong vòng 7 ngày qua đã tăng 94,4%. Nhưng mà những mà nào mà quan tâm đến Dogecoin đó thì các bạn cũng cần phải cẩn thận tại vì các bạn thấy là trong cái thời gian gần đây để thường cho các bạn thấy được một số những cái thuyết À, được chia sẻ thì các bạn thấy được đó là Elon Musk tối ngày hôm qua thì cũng đã thuyết về đồng Dogecoin nhưng mà các bạn thấy được là lần này không chỉ là đưa ra những cái lời nói chiêu chọc về đồng Dogecoin mà lần này Elon Musk nói là mua một số những cái đồng Dogecoin cho con của Elon Musk nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng thì giá cũng không có cái sự phản mạnh như là trước đây khi mà Elon Musk thuyết về đồng Dogecoin.